Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, và trong video này em sẽ review với các bác một cái dòng xe touring Zion của Nhật bãi, tức là đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, mang tên là Zion CS 3000. Cái dòng xe Zion CS 3000 này thì trong cái chiếc trong video này là một cái chiếc xe rất là size, rất là nhỏ, phù hợp với những người cao, có chiều cao khiêm tốn. Đó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp này. Vâng, như trong khung hình đây các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp Zion CS 3000. Đây là một dòng xe đạp touring đã qua sử dụng tại thị trường Nhật của hãng Zion, rất là nổi tiếng. Về phần cấu tạo khung thì vẫn là khung nhôm, mang công nghệ alu XX, rất là siêu nhẹ của Zion. Đây là những cái tem mà đã sử dụng tại thị trường Nhật thì nó có dán như thế này. Còn nếu ở thị trường Đài Loan hay là xuất đi các nước khác thì nó không có. Size của cái chiếc xe này là size S, phù hợp, rất là nhỏ, sườn rất là nhỏ, phù hợp với những người cao từ 1m55 cho đến 1m68. Chúng ta cùng đi đến chi tiết. Về chi tiết thì sơn của chiếc xe đã bị xước một vài chỗ. Cái dòng xe bãi Nhật thì không bao giờ tránh được, bởi vì là đi về đến đây là rất nhiều đường đất, thì em cũng đã giới thiệu giải thích ở những cái video trước có rất nhiều rồi. Đằng trước của xe thì được trang bị đùi đĩa 3 tầng. Đằng sau thì là một cái líp thả líp 7 tầng. Líp 7 tầng của Shimano. Đề là bộ đề là Antut đời xưa. Vành bánh của chúng của chiếc xe này là bánh 700C. Quả lốp là được lắp lốp Bon Charger quả 700x32C. Đằng trước của chúng ta được trang bị một cái giảm sóc hiệu SR Santur. Phanh V có logo Zion lỗi, và một cái tay chuyển số 7 tốc độ cho chuyển líp đằng sau, và một cái tay 3 cho chuyển đĩa đằng trước. Ghi đồng bằng. Zion CS 3000. Và nước sơn của xe này thì không phải là 90% được, mà nó sẽ bị xước một vài chỗ, thì những cái xe sử dụng tại Nhật này thì rất khó tránh khỏi, bởi vì nó đi quá nhiều đường đất, nó bị chồng xếp lên nhau, cho nên là xe nào hầu như cũng xước. Mà nếu không muốn xước thì quý vị có thể bắn sơn, tút sơn lại. Thì nếu các bác mà có nhu cầu thì em sẽ làm. Đấy, tổng thành đánh giá chiếc xe này là phù hợp với những người có chiều cao thấp từ 1m55 cho đến 1m68. Độ mới thì khoảng 70-80% và đã qua sử dụng tại Nhật. Xe đang trong tình trạng hoạt động hoàn hảo. Vâng, và cái chiếc xe đạp rất là nhỏ nhắn đã qua sử dụng tại thị trường Nhật là Zion CS 3000 đã được em đánh giá chi tiết xong. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0975, nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 để em tư vấn về chiếc xe đạp này. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao khác thì ở trên Facebook hãy kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Ở trên YouTube tìm kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký cộng ấn chuông. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.